hello tacha khó xin chào tất cả các bạn đến với chuyên mục học ngữ pháp tiếng trung và hôm nay chúng mình cùng tìm hiểu về phó từ chào chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về ý nghĩa cách sử dụng và một số ví dụ liên quan đến phó từ này đầu tiên chúng ta có ý nghĩa Bì chào là một phó từ chỉ mức độ và thường dịch là khá, tương đối. Cách sử dụng của bì chào pí chào có một số cách sử dụng sau đây. Thứ nhất, bì chào đóng vai trò làm trạng ngữ trong câu. Thường đứng trước các tính từ và đứng trước các động từ tâm lý như xỉa khoan, ai, pa, thảo yên, vân vân và các bạn cần phải chú ý nữa đó là tỷ trào không thể đứng trước các động từ thường biểu thị mức độ không phải là rất cao và thường dịch là khá hoặc là tương đối tỷ trào thường dùng trong câu khẳng định chúng ta cùng vào tìm hiểu một số ví dụ ví dụ số 1, chiếc ba lô này khá là đắt các bạn chú ý đến cụm từ khá là đắt. Chúng ta còn đắt là tính từ quẻ khá đắt thì chúng ta sẽ nói là gì? Bì chào quể. Thế thì cả câu này chúng ta sẽ dịch là Chưa có bê bao bì chào Câu số 2. Ở đây cách thành phố không xa, giao thông tương đối thuận tiện. Chúng ta cũng có thể nói là giao thông khá thuận tiện. Thuận tiện là một tính từ phang biển, tương đối thuận tiện. Bì chào phang biển. Thế thì cả câu này chúng ta sẽ dịch là Câu số 3 Tôi khá là thích xem phim Trung Quốc. Chúng ta chú đi cụm từ khá là thích. Chúng ta có thích là một động từ chỉ tâm lý. Vì thế, bí chào có thể đứng trước động từ này. Thích là xỉ khoan, khá thích. Bí chào xỉ Thế thì cả câu này chúng ta dịch là Trung của tiền các bạn có thấy, ngữ pháp liên quan đến chào có khá là dễ không? Chào ý. Và sau đây, mời các bạn làm phần luyện tập dùng chào để trả lời những câu hỏi ở phía dưới. Và mời các bạn bình luận câu trả lời của mình ở dưới và chúng mình sẽ gửi đáp án chính xác trong video tiếp theo. Vì thế các bạn hãy đăng ký và ủng hộ kênh của chúng mình nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi xie trẻ ta cha